Với phương châm của đại hội, đoàn kết, đổi mới, sáng tạo, Đại hội Đảng bộ Trường Đại học Ngoại ngữ lần thứ 5 đã đề ra mục tiêu, phương hướng và các giải pháp trọng tâm, đồng thời bầu ra Ban chấp hành Đảng bộ khóa mới, đảm bảo tiêu chuẩn về phẩm chất, năng lực, trình độ và đạo đức, có cơ cấu hợp lý, thực hiện sự lãnh đạo toàn diện của Đảng bộ đối với mọi mặt hoạt động của nhà trường. Trường Đại học Ngoại ngữ được thành lập là minh chứng hùng hồn về tầm nhìn của lãnh đạo Đảng và Chính phủ, của Bộ Giáo dục và Đào tạo và của lãnh đạo địa phương đối với vai trò của việc dạy học ngoại ngữ. Quá trình hình thành và phát triển Trường Đại học Ngoại ngữ gắn với những dấu mốc lịch sử đáng ghi nhớ. 35 năm xây dựng và phát triển, 18 năm với tên gọi Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, toàn trường có quyền tự hào về sự phát triển lớn mạnh không ngừng, sự ghi nhận của xã hội, sự thu hút đối với sinh viên và học viên tất cả các hệ, các loại hình đào tạo, bồi dưỡng của nhà trường. Trường Đại học Ngoại ngữ đã trải qua lịch sử 35 năm của những bộn bề gian khó, suy tư trăn trở, tìm kiếm cơ hội và trên tất cả là sự đồng lòng quyết tâm, là thành quả kết tinh của một chặng đường dài với sự đóng góp của bao thế hệ lãnh đạo, giảng viên, viên chức của nhà trường. Một ngôi trường nên trách nhiệm và sự tận tâm được nêu thành phương châm, tất cả cho chất lượng đào tạo, nơi mọi sự phát triển và thành công đều được nhìn nhận đánh giá bằng thước đo. Tất cả vì sinh viên thân yêu, nơi mà công tác sinh viên luôn được quan tâm chú trọng. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng sẽ luôn đồng hành nâng bước và chấp cánh cho nhiều ước mơ của các thế hệ sinh viên bay cao, bay xa hơn nữa. Trước tình hình dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp, để đảm bảo kế hoạch đào tạo và duy trì tinh thần học tập cho sinh viên, ngay từ những ngày đầu tháng 3 năm 2020, cùng với việc thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19 theo chỉ đạo của Chính phủ và các cấp có thẩm quyền, toàn thể cán bộ viên chức, giảng viên, học viên và sinh viên của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã thể hiện quyết tâm cao độ, đầy nỗ lực và khẩn trương với tinh thần trách nhiệm cao nhất, thực hiện ngay các giải pháp trước mắt để có thể kịp thời thay đổi từ hình thức giảng dạy truyền thống sang dạy học trực tuyến. Toàn trường đã phát huy tối đa nguồn lực cơ sở vật chất, năng lực ứng dụng công nghệ thông tin, khai thác hiệu quả hệ thống dạy học trực tuyến hiện đại, chuyên nghiệp để thực hiện nhiệm vụ đào tạo, đảm bảo tiến độ kế hoạch năm học đã đề ra. Các thầy cô giáo và cán bộ viên chức nhà trường đã phát huy tính sáng tạo, nhạy bén với tình hình tận dụng tối đa mọi nguồn lực, cùng nhau chia sẻ, hỗ trợ, hướng dẫn sử dụng hệ thống dạy học trực tuyến LMS, các ứng dụng Zoom, MS Teams, Google Meet, Livestream để tổ chức thực hiện các hoạt động dạy và học. Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng lần đầu tiên tổ chức trực tuyến hội thảo quốc tế Vietesol 2020. Hội thảo được phối hợp tổ chức với Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng, Đề án Ngoại ngữ Quốc gia, Phân hội Giảng dạy và Nghiên cứu Tiếng Anh Việt Nam, Phân hội Vietesol, Văn phòng Tiếng Anh khu vực Relo, Đại sứ quán Hợp Trung Quốc Hoa Kỳ tại Việt Nam. Ngoài ra, cán bộ giảng viên nhà trường còn tham gia các hội thảo trực tuyến trong nước và quốc tế. Trong bối cảnh của cách mạng 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, trước yêu cầu của thực tiễn ngày càng cao và những lợi ích mà giải pháp công nghệ thông tin mang lại, đã cho thấy việc cần đẩy nhanh việc ứng dụng công nghệ thông tin trong các trường đại học, trong quản trị nhà trường và trong dạy, học kiểm tra đánh giá là một xu thế tất yếu. Trong năm qua, các kỳ thi kết thúc học phần, đánh giá năng lực tiếng Anh để xếp lớp đầu vào, kiểm tra tiếng Anh định kỳ, đánh giá năng lực tiếng Anh chuẩn đầu ra cho sinh viên đã được nhà trường đẩy mạnh triển khai thông qua các hệ thống kiểm tra, đánh giá trực tuyến, giúp nhà trường chủ động đa dạng hóa các hình thức kiểm tra, đánh giá, đồng thời đảm bảo độ tin cậy và hiệu quả. Trường Đại học Ngoại ngữ là một trong những đơn vị nòng cốt, là đơn vị chiến lược trong thực hiện các mục tiêu đề ra của Đề án Ngoại ngữ Quốc gia. Nhà trường được Đề án Ngoại ngữ Quốc gia tín nhiệm, giao nhiệm vụ triển khai xây dựng chương trình và tổ chức thực hiện nhiều hạng mục quan trọng trong kế hoạch hàng năm
như bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm ngoại ngữ, các chương trình huấn luyện kỹ năng, phương pháp đổi mới nội dung, chương trình, khảo sát cấp chứng chỉ quốc gia về năng lực ngoại ngữ, bồi dưỡng cấp chứng chỉ quốc gia cho cán bộ ra đề, chấm thi, năng lực ngoại ngữ, xây dựng các chương trình bồi dưỡng về kiểm tra, đánh giá dành cho giảng viên các trường đại học, cao đẳng và giáo viên phổ thông tại các địa phương. Từ các chương trình liên kết, hợp tác quốc tế với các trường đối tác, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã có được nhiều nguồn học bổng để đưa sinh viên đi học tại nước ngoài. Đây là cơ hội để sinh viên hòa nhập vào môi trường học tập quốc tế. Trong năm học 2019-2020, nhà trường đã tổ chức đón tiếp và làm việc với nhiều đoàn khách quốc tế đến từ các nước với mục đích thực hiện nghiên cứu, ký kết hợp tác, giảng dạy, trao đổi kinh nghiệm và chuyên môn, dự hội thảo, tìm hiểu cơ hội hợp tác, giao lưu văn hóa, đồng thời đã phối hợp với các trường đại học, tổ chức nước ngoài, tổ chức cho đoàn sinh viên tham gia giao lưu, học tập, tham quan, thực tập tại nước ngoài. Năm 2020, Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã khẩn trương và đưa vào sử dụng các không gian văn hóa đặc trưng, cụ thể là phòng học tiếng Việt và văn hóa Việt Nam và phòng văn hóa Nga. Phòng tiếng Việt và văn hóa Việt Nam được xây dựng với hy vọng nâng cao chất lượng học tập của Trường Đại học Ngoại ngữ, tạo điều kiện tối ưu để khoa quốc tế học có thể góp phần thực thi sứ mạng giáo dục chung của nhà trường, đặc biệt là sứ mạng mang không gian ngôn ngữ, văn hóa Việt ra năm châu. Phòng văn hóa Nga đã được Trường Đại học Ngoại ngữ đưa vào khai thác sử dụng với tinh thần phục vụ cho các hoạt động học tập, nghiên cứu, sinh hoạt ngoại khóa, đối ngoại, góp phần vào việc tăng cường mối quan hệ hữu nghị Việt Nam-Liên bang Nga. Đây là minh chứng cụ thể cho sự quan tâm, đầu tư thiết thực nhằm nâng cao chất lượng học tập của Trường Đại học Ngoại ngữ, đồng thời phát triển nhiều cơ hội cho sinh viên nhà trường được học tập và phát huy các khả năng kết nối với văn hóa các nước láng giềng. Trong năm học qua, nhiều tập thể và cá nhân của Trường Đại học Ngoại ngữ Đại học Đà Nẵng đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, góp phần vào sự phát triển chung của nhà trường. Nhà trường đã ghi nhận những cống hiến và thành tựu của những cán bộ giảng viên nhà trường đạt được trong suốt quá trình phát triển. Trong chặng đường tiếp theo, nhà trường quyết tâm thực hiện thành công sứ mạng, đào tạo, nâng cao trí thức về ngôn ngữ, văn hóa nhân loại nhằm phục vụ sự nghiệp xây dựng phát triển đất nước và hội nhập quốc tế. Sinh viên nhà trường đã tham gia nhiều hoạt động xã hội, văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao và đạt nhiều thứ hạng cao như giải nhất toàn quốc cuộc thi Star Award, giải nhì cuộc thi Olympic tiếng Anh khu vực miền Trung Tây Nguyên, giải ba tại Festival Câu lạc bộ đội nhóm Đại học Đà Nẵng năm 2020 và giải ba nội dung Cheerleading tại Ngày hội Sinh viên khỏe năm học 2019-2020 do Hội Sinh viên thành phố Đà Nẵng tổ chức, là một trong hai đại diện của Đại học Đà Nẵng tham gia và lọt vào vòng ghi hình chương trình SV 2020. Thông qua đó, góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của nhà trường đối với xã hội.